Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 12 gồm có. Trước hết là bản tin. Kế đến là một giáo hoàng và người trẻ. Và cuối cùng là cương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người trẻ tham dự cuộc họp hàng năm của Cộng đoàn Tai Vatican, trong sứ điệp gửi những người trẻ đang tham dự cuộc họp mặt cầu nguyện hàng năm do Cộng đoàn Đại kết Tai tổ chức, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ trở nên hải tăng hy vọng trong bóng đêm của đại dịch. Cuộc gặp gỡ thường niên của giới trẻ lần thứ 43 do Cộng đoàn Tai Dê tổ chức được dự kiến từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 tại thành phố Torino của Ý. Nhưng do đại dịch, cuộc gặp gỡ được tổ chức theo hình thức online. Đức thánh cha đã liên kết với sự kiện thường niên này qua một sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh. Trong sứ điệp, Đức thánh cha khen ngợi các thành viên trẻ của cộng đoàn Taizé đã thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng và đã tìm ra một cách hoàn toàn mới để ở cùng nhau. Thay vì một sự kiện dành riêng cho châu Âu, cuộc họp năm nay mở cửa cho những người tham dự từ khắp nơi trên thế giới, Đức thánh cha nói. Ước gì những ngày này, khi các con cùng nhau cầu nguyện và hỗ trợ nhau trong đức tin và đức cậy, giúp các con hy vọng khi thuận lợi cũng như khi bất lợi. Đức Thanh Cha nói thêm rằng, ngay cả bản chất trực tuyến của cuộc gặp gỡ của họ cũng là một lý do để tìm thấy hy vọng. Trích thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, Đức Thanh Cha nhắc người trẻ rằng, không ai được đương đầu với cuộc sống cách đơn lẻ. Ngài nói rằng, mọi người cần cộng đoàn và kêu gọi những người trẻ tránh loan truyền sự thất vọng và thiếu tin tưởng. Điều làm cho niềm hy vọng được thần khí của Chúa phục sinh ban trở thành vô hiệu. Đức Thanh Cha nói, các con hãy để mình được tràn đầy hy vọng, nó sẽ cho các con lòng can đảm để bước theo Chúa Kitô làm việc cùng nhau và cho những người khó khăn nhất, đặc biệt là những người cảm thấy khó khăn khi đối mặt với những khó khăn của thời điểm hiện tại. Cuối cùng, Đức Thanh Cha khuyến khích những người tham gia cuộc gặp gỡ online do Tai tổ chức phát triển một nền văn hóa gặp gỡ và tình huynh đệ và cùng nhau bước tới chân trời hy vọng được mặc khải bởi sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức thánh cha ban phép lành cho tất cả các thành viên của cộng đồng Dê và tất cả những người tham gia cuộc họp quốc tế năm nay. Hai biểu tượng của Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ được tiếp nhận tại nhà thờ chính tòa Lisbon, Bồ Đào Nha. Hai biểu tượng của Đại hội Giới trẻ Thế giới, thánh giá ngày quốc tế giới trẻ và ảnh Đức Maria là phần rỗi của dân thành Roma sẽ được nhà thờ chính tòa Lisboa đón tiếp vào ngày 27 tháng 1 năm 2021. Để tuân giữ các biện pháp ngăn ngừa COVID-19, nghi lễ đón nhận hai biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ chỉ diễn ra với sự hiện diện của đại diện các giáo phận và các thành viên của ban tổ chức địa phương. Tuy nhiên, toàn bộ sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên trang web để những người trẻ Bồ Đào Nha cũng như từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia sự kiện mặc dù là online. Sau nghi thức đón nhận tại Nhà thờ Chính tòa Lisbon, cả hai biểu tượng sẽ bắt đầu cuộc hành hương trên khắp nước Bồ Đào Nha. Ngày 27 tháng 1 năm 2019, khi Đại hội Giới trẻ Thế giới được tổ chức tại Panama kết thúc, Đức Hồng y Kevin Faro, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã thông báo rằng Đại hội Giới trẻ Thế giới lần tiếp sẽ được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào năm 2022 nhưng do đại dịch, sự kiện đã được dời đến năm 2023. Để chuẩn bị cho sự kiện năm 2023, ngày 23 mỗi tháng, Ủy ban chuẩn bị đã tổ chức hoạt động suy tư về ý nghĩa của Ngày Quốc tế giới trẻ. Tháng 12 vừa qua, Ủy ban đã tổ chức giờ cầu nguyện đặc biệt kết nối với lễ Giáng sinh với chủ đề Anh em hãy tỉnh thức bởi vì anh em không biết ngày nào và giờ nào trong khi đó, tại thành phố Coimbra, một cuộc hành hương online được thực hiện đi dọc lại lịch sử các đại hội giới trẻ thế giới. Còn tại Madeira, đã tổ chức khoảnh khắc chia sẻ ánh sáng bê Trong đó, các bạn trẻ đã đốt một ngọn nến để thắp sáng lễ Giáng sinh. Ngày 22 tháng 11 năm nay, trong thánh lễ trọng cơ thể kính trước khi vua, do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, phái đoàn các bạn trẻ Panama đã chuyển trao hai biểu tượng của Đại hội giới trẻ thế giới cho phái đoàn các bạn trẻ Bồ Đào Nha. Cha Regina Foster, chuyên viên tiếng Latin nổi tiếng của Vatican đã qua đời. Roma, Cha Reginald Foster, một tu sĩ dòng cách minh nhập phép, một chuyên viên tiếng Latin nổi tiếng của Vatican, đã qua đời ngày 25 tháng 12 vừa qua tại một nhà hưu dưỡng ở quê nhà Milwaukee, hưởng thọ 81 tuổi. Xuất thân từ thành phố Milwaukee, bang Wisconsin của Hoa Kỳ, cha Foster đã dành gần 40 năm hoạt động trong tư cách là một trong những chuyên viên hàng đầu của Vatican về ngôn ngữ Latin Cha làm việc trong bộ phận về thư từ tiếng Latin của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh từ năm 1970 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2009. Cha Foster phục vụ trong bốn triều đại giáo hoàng, Đức Phaolô Lô VI, Doan Phao Lô I, Doan Phao Lô II và Đức Biển Đức thứ 16, soạn các tài liệu tiếng Latin, ngôn ngữ chính thức của Vatican, dịch các bài nói chuyện và các tài liệu của các giáo hoàng sang tiếng Latin. Ngoài tiếng Anh, cha thông thạo tiếng Ý, Đức và Hy Lạp cha foster được biết đến trên radio vatican với biệt danh người yêu tiếng latinh cha thường xuyên giúp cho các tần số của các chương trình được thu hút với sự thông minh và khôn ngoan của mình trong các cuộc phỏng vấn tuy nhiên vai trò của cha trên radio đã được nổi bật nhờ nhiều năm kinh nghiệm của cha trong tư cách là chuyên viên latinh của các giáo hoàng cha cũng nhận được sự hoan nghênh trên toàn cầu về phương pháp sư phạm độc đáo và cách trình bày tiếng latinh như một ngôn ngữ sống nhiều thế hệ sinh viên cũng như thính giả Đài Vatican đã yêu mến ngôn ngữ cổ điển này nhờ sự hướng dẫn của cha. Cha đã giảng dạy nhiều năm tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và tổ chức các khóa tiếng Latin miễn phí vào mùa hè hàng năm. Năm 2010, Đại học Notre Dame của Hoa Kỳ đã trao cho cha Foster bằng tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của cha trong việc nghiên cứu tiếng Latin. Nhân viên Vatican thăm người nghèo ở Roma. Roma Chiều ngày 24 tháng 12, một nhóm nhân viên Vatican và các tình nguyện viên của Cộng đoàn Thánh Egidio do Đức ông Vittorio Fogmenti, viên chức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh dẫn đầu, đã đến thăm và mừng Giáng sinh các gia đình nghèo đang sống trong một tòa nhà cũ ở Attilio Pecile thuộc Roma. Tại đây, trong 8 năm qua, có 47 gia đình sinh sống. Trong số này, có 5 gia đình người Ý, một Senegal, 5 Ethiopia, 5 Ukraine, một Bulgaria, 8 Châu Phi, 14 Nam Mỹ và 8 gia đình đến từ Trung Đông. Trong thế giới khép kín của tòa nhà này, với sự hỗ trợ của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh cha, các gia đình thuộc các quốc tịch khác nhau đang sống tình liên đới thực sự. Vào chiều ngày 24, cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng buổi cầu nguyện do Đức ông Fort Menti hướng dẫn. Sau đó là những giây phút trao đổi chia sẻ cho Ilaria và Salvatore, hai vợ chồng người Ý điều khiển. Bà Ilaria và ông Salvatore cùng với ba người con đang sống cùng với các gia đình nghèo ở đây. Họ đóng vai trò như những quản trị viên của khu phức hợp này. Cụ thể, hai ông bà giúp giải quyết các nhu cầu của cư dân cũng như đảm bảo sự hòa hợp nhất định và sự chung sống hòa bình giữa các gia đình thực tế, ở đây đã xảy ra các vụ lộn xộn do thiếu đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau, nhưng do sự đóng góp âm thầm trong việc hòa giải của các tình nguyện viên mà các khó khăn này đã được giải quyết trong ổn thỏa. Các em bé cùng chơi và muốn ở bên nhau, giữa các em không có những bức tường cũng không có chia rẽ và đây là bài học cho những người lớn. Các tình nguyện viên đã tiết lộ và nói tiếp các em cần những sợi dây để nhảy, để vui chơi, cần kem, món ăn ưa thích của thiếu nhi, cần giấy bút để vẽ, cần những cánh cửa khóa và cần những nụ cười. Các em không cần máu và chiến tranh, trẻ em cần thơ ca và nụ cười của Thiên Chúa. Các em cần chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng đã từng là những trẻ thơ. Thực phẩm và đồ chơi từ Vatican đã được mang đến đây cho 26 thiếu nhi trong độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Các nhân viên Vatican bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến niềm hạnh phúc của các em và mọi người trong cuộc viếng thăm bất ngờ này. Theo họ, điều này gợi nên việc Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Biến cố này sẽ không còn là một điều riêng biệt nhưng được tiếp tục lặp lại. Đối với Giáng sinh, điều quan trọng là gặp gỡ để trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Đây cũng là một phần của ngày lễ nhắc nhở mọi người hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho con người và là một cách để gần gũi với những người đau khổ, những người đang cần cảm nhận sự che chở tình cảm hơn. Giáng sinh là thời điểm thích hợp nhất để có thể làm điều đó. Các tín hữu được mời gọi hành hương thánh địa khi có thể. Thánh địa, cha Francesco Patton về chân chồng Francisco tại thánh địa mời gọi các tín hữu hãy giữ cho ước muốn hành hương thánh địa luôn được sống động và khi điều kiện cho phép, hãy quay trở lại viếng thăm các nơi thánh. Cha Tông đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi họp chuyên sâu về thánh địa do Văn phòng Du lịch Quốc gia Israel và dòng Francisco tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Trọng tâm của buổi gặp gỡ trực tuyến là Giáng sinh và lãnh đạo tại thánh địa. Trong buổi họp, bà Goren Perry, Giám đốc Văn phòng Du lịch Quốc gia Israel đã cho biết những tin tức mới liên quan đến du lịch và khảo cổ. Tiếp theo, cha Bruno Variano, quản đốc vương cung thánh đường nazareth trình bày chuyên sâu về nazareth và những địa điểm hành hương khác các nơi mang tính biểu tượng cha hy vọng sẽ sớm được đón các đoàn hành hương hướng về các tín hữu đại diện dòng Francisco tại thánh địa cha francesco Pato nói trong năm đặc biệt được đánh dấu bởi đại dịch này tôi biết tâm hồn anh chị em đang hướng về thánh địa vì thường vào dịp lễ giáng sinh có nhiều người đến đây hành hương anh chị em hãy tiếp tục duy trì ước muốn quay trở lại thánh địa để viếng thăm các nơi thánh như những người hành hương. Anh chị em hãy giữ ước muốn quay trở lại luôn sống động. Hãy quay trở lại và hỗ trợ chúng tôi khi điều kiện cho phép. Chúng tôi đợi anh chị em. Nhân dịp này, cha Stefani Milovic, người đứng đầu văn phòng di sản văn hóa của dòng Francisco, đã trao tặng cho bảo tàng thánh địa một số kiệt tác. Về việc cử hành lễ Giáng sinh ở thánh địa, mặc dù không có tín hữu hành hương và do đại dịch, Bethlehem vẫn đầy ánh sáng và được trang hoàng lộng lẫy. Đức Tổng giám mục Pierre Batista Pizabala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem chủ sự thánh lễ đêm ở Belem. Đây cũng là lễ Giáng sinh đầu tiên của Đức Tổng giám mục trong tư cách là thượng phụ. Hiện diện tại thanh lễ có các tổng lãnh sự quán của Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp, bốn quốc gia có truyền thống luôn sát cánh với thánh địa. Do nhiễm virus corona, ông Abu Mazen, Tổng thống Palestine không có mặt. Mặc dù có những hạn chế, nhưng Giáng sinh vẫn được cử hành theo truyền thống, vào lúc 11 giờ trưa, có cuộc rước Đức thượng phụ từ thành Jerusalem tới Bethlehem. Từ đây, Đức thượng phụ và thị trưởng Anton Salomon cùng với các vị đại diện chính quyền và tôn giáo tiến vào nhà thờ thánh Catarina để cử hành kinh chiều. Sau đó, Đức thượng phụ đã cử hành thánh lễ nửa đêm tại đây và vì đại dịch, chỉ có các giáo sĩ tham dự thánh lễ này. Các tu sĩ Úc kêu gọi tự do cho những người sinh tị nạn và người tị nạn. Canberra các tu sĩ công giáo Úc kêu gọi chính phủ nhân dịp Giáng sinh trả tự do cho những người xin tị nạn và những người tị nạn đang phải ở lâu trong các trại. Lời kêu gọi trên được thể hiện trong một thư ngõ gửi đến Thủ tướng Scott Morrison, thư được cha Peter Caron, Chủ tịch các tu sĩ công giáo Úc đại diện ký tên. Các tu sĩ viết, do đại dịch COVID-19, người Úc đã sống kinh nghiệm về những hạn chế và bị mất tự do nhưng đây là những biện pháp được tổ chức và thực hiện rõ ràng với một mục đích chính xác và thời gian giới hạn và mọi người đều cộng tác tuy nhiên có nhiều người khác phải tiếp tục sống trong tình trạng bị mất tự do hoàn toàn bị giam giữ vô thời hạn theo chủ tịch các tu sĩ công giáo úc có những người thậm chí không biết tại sao họ bị giam giữ họ không phải là những phạm nhân họ chỉ là những người muốn một cuộc sống tốt hơn cho chính mình và gia đình Cha Peter Caron nhấn mạnh như thế. Trong thư, các tu sĩ nói rõ, việc ngưng các hoạt động do đại dịch đối với người Úc chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà người sinh tị nạn và người tị nạn đã phải sống mỗi ngày trong nhiều năm và vẫn phải tiếp tục sống như thế trong tương lai. Các tu sĩ còn nói đến tình trạng quá tải và điều kiện sống tồi tệ trong các trung tâm giam giữ là nguyên nhân làm gia tăng sự lây lan COVID-19. Chính vì những điều này, các tu sĩ kêu gọi chính phủ, nhân dịp Giáng sinh, thời gian của hòa bình và điều tốt đẹp, hãy trả tự do cho những người sinh tị nạn và những người tị nạn đã bị giam giữ trong nhiều năm qua. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 12 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Bạn đã nghe gì? Genkabur và Trung Hưng. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại Vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube. Các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn. Các bạn thân mến, trước khi bắt đầu chương trình, mình mà bạn Gen thay mặt ban Giáo hoàng và người trẻ muốn gửi lời chúc giáng sinh đến tất cả các bạn nghe đài. Xin Chúa ban cho các bạn một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và nhiều niềm vui bên Chúa Giêsu hài đồng. Và cùng với đó, chúng mình chúc cho các bạn có những ngày nghỉ ấm áp và bình an bên gia đình, người thân và bạn hữu nhé. Cũng nhân cơ hội này, chúng mình cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, ủng hộ và có những lời chia sẻ cho chương trình giáo hoàng mà người trẻ trong năm 2020 vừa qua. Và đặc biệt, chúng mình cảm thấy rất vui vì có những lời góp ý, động viên và nâng đỡ tinh thần cho chúng mình. À, Zen biết không, trong những ngày cuối của năm dương lịch đó, người ta thường hay ôn lại hay kiểm lại xem trong năm vừa rồi mình có thu hoạch được gì hay có còn gì còn lại sau một năm đó Trời ơi nghe đến đây là con bắt đầu đoán được ý thầy muốn nói gì rồi đó Đâu sẽ nói thì xem hôm nay bạn trẻ này có đoán đúng không ta Hình như là thầy đang muốn ôn lại bài cũ đúng không Đúng rồi Vâng các bạn thân mến Trong năm vừa qua chúng mình đã trao đổi với nhau Hết cuốn tông huấn Christus Vivit Đức Kitô Tô Sống đây là tống huấn hậu thường hội đồng về người trẻ được ký vào ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Loreto gửi đến người trẻ và toàn dân Chúa. Và hiện tại thì chúng mình đang chia sẻ với nhau về cuốn Docast. Đây là cuốn sách mà vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, trong ngày khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan, được Đức Hồng Y Jacques Lê giới thiệu và Ngài nói với người trẻ. Đức Thánh Cha Francisco muốn tặng chúng ta một món quà để qua đó ta không còn dừng lại ở kiến thức và cầu nguyện mà chuyển sang hành động Vậy thì con đã không biết là thầy Hưng sẽ chọn chủ đề gì cho ngày hôm nay nè ừ, Chủ đề cho ngày hôm nay đó là bạn đã nghe gì ừ, Nghe có hơi lạ tai đó, thôi con để thầy dẫn vào chương trình luôn nhé Vâng, bây giờ chúng mình bắt đầu chương trình nhé Trước hết mình đến với tông huấn Christus Vivit Tông huấn này có 9 chương và được chia thành 299 đoạn Đầu tiên khởi đi từ lời Chúa Jen nhớ nhé Lời Chúa nói gì về người trẻ Nào để con để con lật lại ký ức cái nào Đây Đức Thánh Cha đã nhắc rằng Trong thời đại mà người trẻ chỉ đóng vai trò thứ yếu Thì một số bản văn cho thấy Thiên Chúa nhìn với cặp mắt khác như qua hình ảnh người trẻ ở trong cựu ước như là Yuse, Samuel, vua David rồi Jeremiah chẳng hạn. Vâng, từ hình ảnh người trẻ trong cựu ước như Gen vừa kể đó, đưa chúng mình đến với hình ảnh người trẻ viên mãn là hình ảnh Đức Giêsu Kitô. Ở đêm này mình có nói đến hình ảnh viên mãn không có nghĩa là điều gì đó lý tưởng hay cao siêu nhưng muốn nói rằng người trẻ Giêsu là mẫu gương vì ngài đã sống như một người trẻ như mỗi người trong chúng mình đó. Ừ, và con thấy rằng từ hình ảnh người trẻ Giêsu thì mỗi người trẻ chúng con là hiện tại của Thiên Chúa đó. Con nhớ tông huấn nước thánh cha còn viết thế này nữa. Người trẻ là hiện tại Họ hiện đang làm phong phú thế giới Bằng những đóng góp của họ ừ, Vậy nên bạn trẻ này hãy cố gắng đóng góp sức trẻ Cho thế giới và cho giáo hội nha Con cũng đang cố gắng đây, đây Hiện tại là bệnh biểu nhưng mà vẫn cộng tác với thầy và với đài nữa nè ừ. Thay mặt chương trình cảm ơn bạn Zen nhiều đó nha Trời ơi mãi tới hôm nay con mới nhận được lời cảm ơn đó nha <laughs> Thôi chúng mình tiếp tục chương trình nhé khi người trẻ nhận ra giá trị của mình trước mặt Thiên Chúa và người anh cả là Chúa Giêsu, thì ở đây mình tạm gọi như vậy để dễ hiểu thì mỗi người trẻ nhận ra Chúa yêu thương mình trên hành trình cuộc đời của mình. Và khi mà người trẻ nhìn vào hành trình cuộc đời sẽ thấy được những sợi tơ vách ngang của qua cuộc đời mình, đó là sự hiện diện của cội nguồn như là ông bà, cha mẹ. Qua đó người trẻ thấy rằng sự hiện diện của họ là vốn sống và là kinh nghiệm cho đời mình. Và cuối cùng, việc mục vụ giúp cho người trẻ và giúp họ phân định được cuộc sống và ơn gọi thì thật là cần thiết vì họ cũng cần lớn lên và cần được trợ giúp bởi những người khác. Ừ, hôm nay tóm lại tâm huấn thì con thấy cũng vui vui hay hay bởi vì uh, lật lại ký ức nó giúp mình nhớ lại đôi chút về tâm huấn với lại cũng có rất nhiều bài học mà mình cần thực hành nữa. Vậy là xong tâm huấn Christus Vivid rồi nhé, bây giờ mình tới luôn đối Đô Cát nè. Với tài liệu Đô Cát, thì chúng mình đã gần kết thúc chương đầu tiên của Ducat rồi đó Gen. Wow, thế mà con cứ tưởng là sắp hết luôn rồi chứ. Dài thật đấy. <laughs> Cô này đâu có dài, Gen coi đây nè. Trời ơi, 12 chương đây để thầy mà giờ còn chưa hết được chương 1 nữa. Nếu hết thì lấy gì để làm chương trình giáo hoàng mà người trẻ đây à bạn trẻ này. Ồ, mà nói đùa chút thôi. Cuốn Ducat á, là cuốn cẩm nang hành động cho người trẻ. Ngoài ra có thể nói đây như là kim chỉ nam hướng dẫn người trẻ dấn thân vào trong lĩnh vực xã hội đó nhưng mà trước khi đến hành tức là hành động đó, thì người trẻ chúng mình phải chi tức là chi nhận hay là chi thức đó mà chú chi ở đây khó nói lắm nghe đôi khi chú chi cũng có thể liên quan đến chi xét theo góc độ của đúc cát đó là kinh nghiệm đó. Uh -huh. nghĩa là sao hả thầy thực sự thì con cũng chỉ biết từ chi với nghĩa là hiểu như là lý trí thôi chứ ừ. Đúng là như vậy, nhưng mà khi nói về Chúa thì theo mình nghĩ chúng mình đâu phải chỉ có chi theo kiểu mà lý thuyết nhưng mà còn phải kinh nghiệm về ngài nữa ừ, đúng đúng ở đây thì có phải thầy đang muốn nói cái từ gì mà đúng rồi kinh nghiệm cá vị đúng thầy đúng rồi đó gen chương đầu tiên của sách du dẫn chúng mình vào kế hoạch yêu thương của thiên chúa đối với nhân loại ở đây có thể đổi là kế hoạch yêu thương của thiên chúa đối với tôi hay là đối với gen hay là đối với các bạn trẻ hay là đối với mọi người đó ừ. Và từ cái nhìn tổng quát trên kế hoạch yêu thương thì ta khởi đi từ công trình tạo dựng của của Thiên Chúa, một tạo dựng thủ ban đầu hết sức là tốt đẹp. Chính từ công trình tạo dựng thì chúng ta nhận ra những dấu vết hiện hữu của Chúa đúng không? Ừ. Và khi nhìn vào thế giới mà chúng ta đang sống đó thì chúng mình sẽ nhận thấy những vết rạn và những đứt gãy xuất hiện trên bề mặt công trình tạo dựng của Chúa. Và qua đó thấy được việc loại bỏ chúa của con người chạy dọc trên lịch sử cứu độ ừ. Ở đây thì con thấy trên một cái hành trình lịch sử cứu độ Thiên chúa cứu, rồi ban lề ruột, rồi lại cứu Rồi thiên chúa tỏ lòng thương xót với dân Nhưng hết lần này đến lần khác thì dân lại phạm tội chống lại thiên chúa ừ. Bao đau khổ rồi xuống dốc trong xã hội, rồi thế giới này, Cho thấy sự gia tăng của những cái hình thức loại bỏ chúa ra khỏi thế giới này đó dạ Ừ vậy thì ở đây á con nghĩ mình cũng cần nhắc lại là những cái hiểu biết này giúp gì cho người trẻ bây giờ hả thầy oh thay vì mình dừng lại ở việc hiểu biết này như nãy mình có nói đến chữ chi đó thì bây giờ mình mở rộng ra để chữ chi ở đây không nằm ở cái đầu nhưng còn vươn tới cái sự kinh nghiệm và mà khải thì chúa nữa thế thì ở đây mình sẽ hỏi là thiên chúa có ý nghĩa gì đối với hành động của chúng ta À, trong sách đồ Cát có luôn đáp án này thầy Thưa, bởi Thiên Chúa là đấng tạo thành cả vũ trụ, thì Ngài cũng là chuẩn mực cho mọi thứ phải nói theo. Tất cả mọi hành động được đo lường dựa vào Ngài và kế hoạch của Ngài. Dựa vào cách thế này, ta có thể nhận biết những hành động nào là tốt đẹp. Các kỹ tố hữu hành động bằng tình liên đới vì Thiên Chúa đã đối xử trước với họ cách đầy yêu thương. Vâng, các bạn thân mến, câu trả lời mà bạn gen vừa chia sẻ với chúng mình đó là một điểm nhấn cho chương 1 của sách Du mà chúng mình sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau trong những số tiếp theo và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chúng mình một lần nữa cảm ơn các bạn. Chúng mình ước mong chương trình giáo hoàng và người trẻ mang đến cho các bạn những ước mơ và tiếng nói của đức thánh cha đối với người trẻ chúng mình. Và để tiếng nói, sự dẫn dắt của đức thánh cha, vị chủ tranh của giáo hội và là vị đại diện người anh cả Giêsu đồng hành với người trẻ chúng mình cho năm mới nhé. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ như ước mơ muốn chia sẻ với đức Thanh cha và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé. Xin gửi thư và cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục. Gương chứng nhân. Câu chuyện của cặp vợ chồng Sozic và Marin, quyết định thay đổi công việc để có thể sống với Chúa nhiều hơn. Trước đây, Sozic và Marin là kỹ sư và nhà quản trị viên. Hiện họ là thợ làm bánh ở Sen Aguilin Pháp. Khi được hỏi động lực nào thúc đẩy hai người từ những nhà kinh tế giỏi đầu tư đã can đảm thay đổi công việc như vậy, câu trả lời đơn giản là vì cả hai muốn đặt Chúa Giêsu bánh sự sống ở trung tâm của mái ấm gia đình. Sau 10 năm làm việc căng thẳng, từ khi kết hôn, Soizit và Marin quyết định cùng nhau thay đổi cuộc sống. Cả hai chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải thống nhất cuộc sống nếu chúng tôi muốn nên thánh. Từ đây, ý tưởng làm việc bằng đôi tay trong một môi trường nông thôn, nơi thời gian có một giá trị khác đã thách đố chúng tôi. Tình yêu bánh mì và mong muốn trả lại vị trí đầy đủ của nó trong một chế độ ăn uống cân bằng đã trở thành một dự án chung. Và ý nghĩa thiêng liêng cũng đánh động chúng tôi. Chúa Giêsu đã làm việc với đôi tay của người, người đã tự làm nên bánh ban sự sống. Cuộc gặp gỡ của họ đã được đánh dấu bằng sự hiện diện cụ thể của Đức Kitô trong cuộc đời. Hai người ở độ tuổi 30 gặp nhau lần đầu tiên trong một khóa tĩnh tâm thinh lặng kéo dài 15 ngày ở Armenia. Cuộc tĩnh tâm này đánh dấu một điểm quan trọng trong cuộc đời họ. Sự thinh lặng sau những xáo trộn của thế giới, của nghề nghiệp, của đời sống xã hội. Một sự dừng lại. Thinh lặng trước sự tái sinh, cùng nhau nở hoa của một gia đình và một cuộc sống nghề nghiệp mới. Sự ra đời của một ngôi nhà và một tiệm bánh. Vài tháng sau cuộc gặp gỡ, họ đính hôn. Rất nhanh chóng, cả hai đã cùng nhau bàn tính về một dự án nhân đạo nhưng không thực hiện được. Sau đó, Marin và Soyuz bắt đầu phát họa dự án làm bánh và đi học nghề. Khi suy niệm về cuộc đời của ông Gia Kêu trong tin mừng, Soyuz cho biết, Chị mong muốn đưa Chúa Giêsu vào cuộc sống công việc hàng ngày của mình. Chị chia sẻ, Tôi không còn tìm thấy mối liên hệ nào giữa các chỉ dẫn của công ty và nguyện vọng sâu sắc nhất của mình. Tôi không cảm thấy được kêu gọi trở thành một Ki tô hữu trong một nhóm lớn. Tôi cần phải ra khỏi điều này. Còn đối với Marin, trải qua một đợt sa thải khiến anh nhận ra rằng có thể có một con đường khác ngoài sự nghiệp ở các công ty lớn. Tự lập và kiếm tiền ít hơn không khiến tôi sợ hãi nữa. Miễn là tôi có thể tìm được ý nghĩa và có thể dùng hết tài năng của mình cho công việc. Đó là khi tôi gặp soyiz tôi muốn làm việc với cô ấy trong một dự án đáp ứng mong muốn của chúng tôi là đặt chúa ở trung tâm cuộc sống xoay dít xác nhận sự cộng sinh sâu sắc mong muốn thay đổi tiến trình cuộc sống đã được xác định rõ ràng cùng với nhau chúng tôi có thể can đảm để lội ngược dòng cho sự nghiệp mà chúng tôi đã vạch ra xây dựng một cuộc sống đơn giản hơn và chắc chắn là nghèo hơn nhưng sẽ đưa chúng tôi đến gần chúa và với người khác sau một thời gian học việc Cuối cùng, tiệm bánh đã có thể mở cửa đón khách vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Cả hai bày tỏ, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc cùng nhau. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã bước sang một trang mới. Nơi đó, Chúa Giêsu là trung tâm cuộc sống của chúng tôi. Thực tế, sinh hoạt của hai vợ chồng trẻ đã bị đảo lộn tất cả. Sự thay đổi đi cùng với việc gia tăng các giờ cầu nguyện, Chúng tôi muốn tách mình ra khỏi những gánh nặng vật chất tài chính để nhận ra rằng mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa quan phòng. Ngày nay, Marin và Sojit cam kết sẽ đón nhận bình an những sự kiện không lường trước được và giúp đỡ tận tình những người xung quanh. Nơi sống của họ là ở vùng nông thôn, được bao quanh bởi phong cảnh đẹp, hoàng hôn tráng lệ, bầu trời đầy sao đã làm cho hai người ngây ngất trước công trình sáng tạo của Chúa và thấy rằng Ngài là nguồn của mọi sự. Cả hai đều vui mừng trước sự đa dạng của các mối quan hệ mới với mọi người mà cuộc phiêu lưu trong cuộc sống mới này đã mang lại cho họ. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhiều sự kiện không liền trước được, bổn phận hướng đến người khác và xây dựng một ngôi nhà tươi sáng, chào đón mở cửa với nhiều người khác. Một dự án rộng lớn trước mắt họ, làm họ không nản lòng và luôn nhìn đến điều cốt yếu, để làm cho nhau lớn lên trong đức Kitô. tô vẫn còn nhiều điểm mà chúng tôi phải nỗ lực để lớn lên trong sự thánh thiện nếu thay đổi cuộc sống của họ là triệt để marin và sojit xác tín rằng họ luôn tiến về phía trước trong bình an trên một con đường hoán cải cả hai xác tín rằng chính ân sủng chúa ban cho họ trong việc thay đổi này cụ thể có nhiều điểm thuận lợi trong quá trình thay đổi như họ gặp người tốt vào đúng thời điểm có sự ủng hộ của gia đình ngay từ khi họ bắt đầu thay đổi cuộc sống, cảm giác được chào đón ở ngôi làng San Aguilín tất cả khiến mọi thứ đối với họ trở nên dễ dàng hơn. hành trình thay đổi cuộc sống được hỗ trợ bởi cầu nguyện, bởi những người thân yêu và trên hết là hơi thở của thần khí. Merlin và Sojitz dường như đã đạt được mục tiêu chung và dự án hôn nhân của họ đến gần hơn với sự đơn sơ trong cuộc sống của đức Kitô trong khi làm cho tài năng của mình trở nên hiệu quả hơn trong việc phục vụ người khác Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudores Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.